Đi tiêm HPV ở bệnh viện Hồng Ngọc sẽ như thế nào? Chào các bạn, mình là Thỏ. Hôm nay mình đi tiêm vaccine phòng ung thư cổ tử cung, hay còn gọi là HPV ở bệnh viện Hồng Ngọc. Đây là một cái loại vaccine dành cho phụ nữ và những bé gái từ 9 đến 26 tuổi thì rất nên tiêm nha. Mình có đăng ký gói tiêm cho vị thành niên và thanh niên ở bệnh viện Hồng Ngọc Phúc Trường Minh. Trong đó thì có cái mũi tiêm này nên là tranh thủ sáng nay rảnh mình đi tiêm luôn. Bây giờ không phải test Covid nữa nên là lễ tân sẽ dẫn thẳng lên khu tiêm. Khu tiêm này thì nhìn to rộng xinh xắn phết. Nhưng thiết kế chủ yếu là dành cho trẻ em, có khu vui chơi nè. Hôm nay có nhiều em bé đến tiêm ghê. May là mình không cần chờ đợi gì, được vào khám luôn. Trước khi tiêm thì cần khám với bác sĩ xem có đủ tiêu chuẩn để tiêm không. Mặc dù hơi ngượng nhưng mà mình còn mạnh dạn tranh thủ bày tỏ thắc mắc về tâm sinh lý tuổi đã có người yêu. Bác sĩ cũng nhiệt tình giải đáp một cách khá là khoa học, nghe uy tín nên là yên tâm phết. Khám xong thì kết quả là sức khỏe tốt, đủ điều kiện để được đi chích rồi. Mình đi chích đây hồi hộp quá, nhanh lắm luôn, 5 giây là xong. May có chị y tá động viên và trêu mình chứ không thì mình sợ tiêm lắm. Nhìn thấy Kim đã tiêm được thình thịch rồi, không bằng bọn nhóc. Ê, xấu hổ. Tiêm xong thì phải chờ 30 phút thì mới được về, hoàn thành nhiệm vụ. Ta-da! Vẫn còn sớm, mình tranh thủ đi trải nghiệm một chút. Nghe bảo ở đây có quán cà phê, đang đói bụng nên là mình sẽ kiếm cái gì ăn tặng. Tự thưởng cho mình ngày hôm nay vì sự dũng cảm. Mọi người nếu đã chưa tiêm thì cũng nên đi tiêm đi nhé. Còn bây giờ thì mình về đây, hoàn thành nhiệm vụ. Bye bye mọi người.